Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đặt camera trong SketchUp. Đầu tiên mình sẽ cho hiện cái trần này lên nhé. Chúng ta vào phần Edit 2 và mình chọn Icon. Sau đó các bạn lăn chuột như thế này. Bạn tìm cho mình chức năng Select Plane. Kích chuột vào. Sau đó bạn đưa ra. Bạn kích vào đây một cái. Sau đó bạn quét chọn cái mặt cắt này. Dùng chức năng di chuyển rồi. Sau khi di chuyển đấy rồi, chúng ta sẽ lăn vùng nhìn đến như thế này. Sau đó bạn tìm cho mình chức năng position camera, kích vào đây. Sau đó bạn đưa ra đây, bạn sẽ kích vào màn hình như thế này, sẽ đưa chúng ta vào trong cái khung cảnh này. Đây bạn dùng chức năng là pan để chuyển vùng nhìn, sẽ đưa cái camera vào trong khung cảnh như thế này. Lưu ý nhé, chúng ta sẽ đưa làm sao cho cái cạnh này này, hai cái cạnh này này tương đối, nó song song với tầm mắt của chúng ta. Sau đó chúng ta chọn vào chức năng View Animation Add Sen. Mình add cái sen này mục đích là để chúng ta cố định cái góc nhìn. Đấy, chúng ta có một cái sen. Sau đó chúng ta vào chức năng camera. Ở đây không gian chúng ta đang là topic, là không gian. Các bạn vào cho mình chức năng là phối cảnh hai điểm tụ, là được tầm mắt của chúng ta đấy. Sau đó là bạn ngăn cái viên bi nhẹ nhẹ thôi. Đó, bạn căn chỉnh làm sao cho cái góc nhìn của chúng ta nó phù hợp. Bạn muốn không gian nó sâu hơn thì bạn cho hơn sâu hơn như một tí cũng được. Tiếp theo này, giữa phần trần và phần sàn này thì mình ấy, thường hay để phần trần ít hơn phần sàn này một chút xíu để cho phòng nó nhìn có vẻ nó rộng. Và cái điều thứ hai nữa là cái trần này này mình cũng không có xử lý gì nhiều, nên mình cũng cho trần này ít thôi và cho sàn nó nhiều hơn một chút. Sau khi mà bạn cảm thấy cái phòng này mà bạn ưng ý rồi đấy, thì chúng ta sẽ bấm vào đây, từ phải vào đây, chọn chức năng Update để cập nhật cái vùng nhìn này. Như thế là mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đặt một cái camera trong SketchUp. Để xem các video cùng chủ đề hướng dẫn SketchUp, các bạn vào một công việc khác, một SketchUp. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.